Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2020. Thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu tới quý khách trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là một bức vỏ sò tai tượng khổng lồ. Vỏ sò này hay còn gọi là báu vật của đại dương. Nó được hóa thạch trên 1.000 năm. Vỏ sò này có kích thước là dài 75 và chiều rộng là 48. Khi còn nguyên khối là nặng khoảng gần 100 cân và khi đục đi thì chúng tôi cân lên là còn 60 cân. Toàn bộ là sò hóa thạch tự nhiên và được chạm là vinh quy bái tổ. Thì ý nghĩa của bức tranh vinh quy bái tổ này, thường thì những người doanh nhân thành đạt hay là những người làm quan thì thường họ thích chạm vinh quy bái tổ vì đúng với những chức danh mà họ đang có, để bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ tổ tiên và cũng như là làng xóm. Thì ngày nay các doanh nhân cũng đặt trạm vinh quy bái tổ rất là nhiều. Thì vỏ sò tai tượng này là gọi là vỏ sò hóa thạch hay là chai tai tượng khổng lồ, thì quý vị biết rồi, trong các clip trước thì chúng tôi cũng đưa lên là trạm những thần tài hay là hoa lá hay là cá chép hay là rồng hay là Phật bà, chúng tôi cũng trạm rất nhiều rồi. Thì quý vị có thể theo dõi chúng tôi những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên về những bức vỏ sò tai tượng này. Tôi sẽ quay rất kỹ bức vỏ sò tai tượng chạm vinh quy bái tổ này cho quý vị xem, toàn bộ là hóa thạch tự nhiên. Đây là đơn đặt hàng của một anh khách hàng ở Cam Ranh. Anh là anh Thái, anh đã đặt chúng tôi rất lâu rồi, thì hôm nay mới xong. Thì chúng tôi cũng quay lên để giới thiệu và báo cáo với anh là hàng của anh đã xong rồi, thì vài hôm nữa chúng tôi sẽ chuyển vào trong Nam. Còn quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh. Trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ cho ra nhiều mẫu sản phẩm về bức vinh quy bái tổ này và những dòng sản phẩm mẫu khác đến từ vỏ sò tai tượng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.